chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Tú Lang Thang nha. Thì hôm nay thì là phải nói là một ngày khá là đặc biệt các bạn. Tại vì sao mình lại nói là một ngày khá đặc biệt? Tại vì như các cô chú anh chị và các bạn xem kênh Tú Lang Thang, mọi người cũng biết lâu nay thì độ khoảng một tuần nay là mẹ mình đã dọn vào nhà mới ở rồi. Thì hôm nay là, nếu mà tính theo ngày Tây á, thì là hôm nay á, là ngày 21 tháng 10 các bạn. Thì hôm nay là sẽ là có bố mẹ Phan Diễm lên này. Rồi là có anh em bên nội nhà mình này, là ví dụ như bên nhà chị gái của bố mình và em trai của bố mình. Nói chung là anh em bên bên nội nhà mình ấy, với là hàng xóm này các bạn. Nói chung là nếu mà nói bảo là cái này là tiệc tân gia thì nhà mới thì nó cũng không đúng các bạn, tại vì nó cũng không đáng để cái nhà chút xíu, cũng không đáng, không phải đến mức mà phải là làm tiệc tân gia các bạn đây, mà cũng chỉ là một bữa cơm nho nhỏ để mời hàng xóm xung quanh, rồi anh em, rồi là bố mẹ Phan Diễm lên để biết là làm xong nhà rồi thôi, chứ còn thật ra thì cũng không phải là đãi tiệc tân gia gì cả. Và nhà mình cũng không có, khi mà trước khi đi mời hàng xóm thì nhà mình cũng có nói rõ rồi là gọi là mời mọi người ăn một bữa cơm chung vui với gia đình thôi, chứ cũng không phải là mua quà cáp hay là cái gì, không phải quà cáp tiền nong hay là bất kể một cái gì cả. Mọi người chỉ đến, người không ăn là ăn chung vui với gia đình mình, là gia đình mình cảm ơn lắm rồi các bạn. Thì phải nói là một điều là từ khi mà đám hỏi tới bây giờ thì hôm nay là lần đầu tiên mà nhà mình đãi tiệc mà bố mẹ Phan Diễm lên các bạn ạ. Đây là lần đầu tiên mà bố mẹ Phan Diễm dùng cơm ở nhà mình, nhà mẹ mình. Thì đấy, thì hôm nay thì clip hôm nay thì cũng nói là cũng khá thú vị và đặc biệt. Thì mình cũng sẽ chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị và các bạn xem kênh Tú Lang Thang cái xoay quanh cái quá trình cái buổi tiệc ngày hôm nay. Đấy. Bây giờ thì mình chờ bên sáng, bây giờ cũng là 6:30 sáng rồi các bạn. Độ bên rạp thì nấu tiệc thì mọi người chuẩn bị đến lắp rạp rồi. Có gì thì mình sẽ quay quá trình đấy, mọi người nấu nướng, có gì nấu ở tại đây hay không hay là như thế nào thì mình sẽ cập nhật tiếp cho các bạn xem nha. Đây các bạn ơi, mọi người sáng giờ thì mọi người làm rạp xong rồi các bạn ạ. Trong kia dựng một rạp, ngoài này dựng một rạp nha. Mà nói dựng rạp cho nó oai thôi chứ cũng nhỏ, khá nhỏ các bạn ạ. Đấy, ở khu vực này thì đằng trước này sẽ để hai mâm, trong này để hai mâm. Tại vì ngày hôm nay làm có 4 mâm thôi các bạn ạ. Nhưng mà trước khi chia sẻ những món ăn của ngày hôm nay thì có lẽ là mình sẽ đi ra ngoài nhà em mình để gọi là cập nhật cho các bạn một chút xem là từ bữa đổ bê tông xong đến giờ thì như thế nào rồi. Đây mẹ mình đây. Hôm nay mọi người thấy mẹ mình khét không? Hôm nay mẹ đón ông bà xui mà căng á mẹ. Hôm nay đón ông bà xui mà nên là phải khác mọi bữa chứ. Chà. Áo con dâu mua cho khác nha. Phan Diễm mua đấy. Áo này là con dâu Phan Diễm đi lựa cho các bạn ạ. Nay đón ông bà xui vừa mà. Sao hôm nay đeo nhiều vàng thế? Mẹ đâu có lựa đâu. Có một tí mày về nhiều. Mẹ mình thì để mấy cái chậu cây ở đây này các bạn ạ. Những cái chậu cây này là đều là những cái chậu cây mà bố mình trồng hết các bạn ạ. Đây. Đây cái khế ngọt này cũng bố mình trồng này. Cái đinh lăng này mà gói nem thì thôi rồi luôn các bạn. Cái đinh lăng này cũng bố mình trồng luôn. Còn cái cây này thì được bứng ở ngoài nhà đất nhà Phan Diễm với Phạm Dũng đang xây ấy các bạn. Cái đợt mà mẹ hái đậu mẹ thấy cái cây này này. Cây này mình không biết là cây gì nữa. Cái cây này đợt hái bà bứng về là cái cây gì mẹ nhỉ? Mẹ thì mẹ kêu bằng cây phát tài, còn có người thợ kêu bằng cây kim tiền. Cây kim tiền nữa hả? Mẹ mình thì gọi bảo là cây phát tài, nhưng mà mình cũng không biết cây đấy là cây gì, mọi người có thể comment ở phía dưới nha. Bố mình trồng được hai cây đinh lăng các bạn ạ, còn một cây ngoài dàn trầu kia nữa kìa. Này lá lốt với là cây này cái gì mẹ? Cây lá vối á. Cây lá vối hả? Lá vối bố còn sống trồng cái cây đó thì
Bố mình có trồng thêm cây chanh nè, rồi là gừng nữa các bạn. Đấy, bây giờ mình đi ra ngoài nhà em mình cập nhật thêm cho các bạn một chút nè. Hôm nay thì là sau khi đổ bê tông á, mọi người cũng dựng trụ rồi là hôm nay thì đang dọn dẹp vệ sinh để mà đóng hộc chuẩn bị đổ trụ các bạn ạ. Thời tiết Sài Gòn bữa dài mưa kinh khủng khiếp luôn các bạn. Chiều hôm qua phải nói là mưa một trận cực lớn luôn. Mưa ngập đường ngập xã trơn luôn, nhất là cái khúc mà từ ngã tư Trung Chánh qua chỗ bến xe An Sương đi lên đấy các bạn. Hôm qua là ngày 20 tháng 10. Mưa ngập xe rắc quá trời luôn. Cái này thì mọi người sẽ dọn dẹp vệ sinh cái mặt bê tông, rồi sau đấy sẽ xịt cái chống gì sét sắt các bạn ạ. Trong này thì mọi người cũng dựng được một vài trụ rồi này các bạn ạ. Đây, như ví dụ như cái trụ này đi thì mọi người cũng đã xịt cái bảo dưỡng sắt và chống gì sét rồi các bạn. Tình hình chiều nay có đổ không anh? Đổ mưa hả? Đổ mưa hả? Tối qua mưa lớn thật. Trong hết là nhìn thu rồi chứ đâu mà nhớ cái gì đó. Sao hôm nay có mấy người làm này? Đang 10 người mà xuống còn 6 hả? Vậy còn 4 người đi đâu? Trụ thì mọi người đã gọi là dựng trụ và bô đai xong hết rồi các bạn ạ. Ngày hôm kia và ngày hôm qua là mọi người đã dựng trụ và bô sắt xong hết rồi. Hôm nay là chỉ có dựng cho xong rồi đổ thôi các bạn. Chắc mọi người tính dựng xong hết rồi mới đổ một lần luôn hay gì? Nhưng mà cái này là mọi người là tính là trộn ở dưới rồi tời lên hay là xong đưa đổ lên đây trộn luôn? Ý là xong tời cát đá lên đây trộn luôn. Đúng rồi, làm vậy nó mới lâu chứ. Làm cái kia nó nhanh quá là sao đúng không? Phải tời 2-3 nấc lên này làm mới lâu được chứ còn. Bạn có thể thấy là mọi người thịt nhưng mà em hỏi anh cái lý do vì sao mà mình phải đục cho nó lổm chổm lên thế này anh? Có nghĩa là anh đục như vậy, anh làm như vậy để cho nó có độ bám bê tông cũ với bê tông mới đúng không?
cây sắt này á, là mọi người chở đến đều là sắt mới tinh luôn các bạn, chứ không phải là sắt cũ đâu. Nhưng mà qua nay nó mưa nhiều quá cho nên là nó sẽ bị sét như vậy nha các bạn. Và chút nữa thì mọi người sẽ đi xin cái tẩy sét và bảo dưỡng sắt luôn các bạn ạ. Đây, như bên này giờ anh đang đi xịt cái tẩy sét sắt này các bạn ạ. Trong cái bình này thì nó vừa tẩy và nó vừa bảo dưỡng sắt luôn các bạn ạ. Để cho dù là có mưa xuống nữa thì sắt nó vẫn không bị sét, không bị sét lại các bạn. Mà cái bình này mình khá ghê cái bình này các bạn. Cái mùi nó sộc lên kinh lắm. Bố mẹ của Phan Diễm thì giờ này cũng lên gần tới rồi các bạn. Bây giờ là 9 giờ kém 15 các bạn. Giờ này thì cũng gần lên tới rồi. Ủa, ai xây cái cầu thang này anh nhỉ? Ai xây á? Anh nào? Anh đúng không? Mà anh xây sao anh xây chứ? Tôi đề nghị anh nhé là anh xây rồi. Lỡ xây rồi anh xây cho xong luôn đi chứ. Kiểu giờ làm này đi khó quá. Chắc là hôm qua đang xây mà mưa đúng không? Ý là đang tranh thủ làm mà xong trụ hết rồi mới xây đúng không? Lên xuống khó quá. Mà còn chị nó về để nấu cơm đi thôi chứ giờ này còn luẩn quẩn đây chi nữa. Chưa đi chợ hả? Hôm nào cho em đi chợ với chị nha. Hôm nào mình sẽ đi chợ cùng chị và quay review cái bữa ăn của mọi người, của đội thợ cho mọi người chia sẻ đến cả nhà nha. Trưa nay thì không được, trưa nay em bận rồi. Để trời ơi, anh em mình còn gặp nhau dài dài mà. Không, không lên đâu, lên mà lên được hết. Lên được nhưng mà hơi khó thôi. Cầu thang thì mới xây được có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cấp rồi các bạn ạ. Hả? Xây 7 cấp cầu thang, 2 bao xi măng. Nhưng mà chắc mọi người tranh thủ xây cho nó xong luôn đi, để đi lên đi xuống cho nó dễ anh ạ. Anh cũng dễ mà em cũng dễ luôn. Mẹ mình bây giờ đang dọn dẹp vệ sinh cho nó sạch cái sàn các bạn ạ. Để tí mọi người ngồi ăn cho nó mát.
từ ngày làm xong nhà đến giờ là mẹ mình ăn với đi lau nhà trên xuống dưới không hết ngày rồi. Ngày nào cũng lau mấy cử mẹ nhỉ? Lau cho sạch đi, chuẩn bị đón ông bà Xui chứ, ông bà Xui lên sắp tới rồi. Không, không tới nữa đâu, 15-20 phút nữa tới rồi. Xe, những cái xe biển đẹp và mô tô mình đem đi gửi hết rồi các bạn. Mình đem về Củ Chi mình để hết rồi. Ở dưới đây chưa, hiện tại bây giờ chưa có chỗ để cho nên là mình gửi hết rồi. Bây giờ thì mọi người mới bắt đầu chảy bạt và dọn ly ra các bạn ạ. Bố mẹ Phan Diễm và chị gái của bố mình đang đốt nhang trong nhà. Bố Phan Diễm và bác Hai thì đang ngồi dưới. Đây, mẹ mình đang tiếp ông bà Xui các bạn. Con chào chú Hai, chào bác Xui nha. Sao mẹ không rót trà, rót nước lọc à? Bác đang trên lầu hả mẹ? Bác B thì là chị gái của bố mình. Từ ngày mà bố mất thì bác cũng mất ăn mất ngủ các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay lên nhà mới nhà mẹ con thấy sao bác? Thấy sao? Nhưng mà con hỏi thật bác, cái bức tranh mà hai bác tặng thì thấy treo ở đấy hợp lý chưa? Sáng không? Đây. À, bức tranh này là bức tranh mà bố mẹ Phan Diễm tặng mẹ mình các bạn ạ. Sao? Có thấy bức tranh đặt đầy sáng không? Tặng phải đẹp chứ. Đây. Cái gì đấy? Thả tay con ra chứ. Bố Diễm lúc nào cũng thế các bạn ạ. Gặp mình cái là hai chú cháu gọi là chọc rỡn cả ngày luôn. Bên ngoài này thì các anh chị đang nấu tiệc các bạn ạ. Thì các bạn có thể thấy là có bốn gì gói cầu hú dừa này. Cái trứng này mình làm món gì anh? Miến xào cua. Chú Khanh là em bố mình thì đang ngồi uống cà phê nói chuyện với là bố của Phan Diễm và bác Hai các bạn. Và anh Hai đang ngồi tâm sự, uống cà phê tâm sự. Tình hình hay là mình lôi bia ra mình quất trước đi chú Khanh nhỉ? Có bác Hai, được không? Hay là mình lôi bia ra mình anh Hai, sao tình hình hay là mình lôi bia ra mình làm việc trước đi chứ? Cái này cũng do ai em đặt thấy từ từ. Từ từ đi. Thôi, mình làm lần lần là kịp á. Đúng rồi, làm lần lần chứ. Nhưng mà mua ly cà phê thì to quá, uống không hết nổi luôn. Đây là ở bên hông thì mọi người vẫn đang tiếp tục nấu món các bạn ạ. À, đây là cái món của anh Hai này. Anh Hai hồi nãy mới nấu cái món lươn này. Lươn này đem dưới quê nhà Diễm lên luôn các bạn ạ. Bố mẹ Diễm đem lên luôn này. Cái này om mẻ các bạn. Rồi các bạn nhìn con lươn đã không? Này nhậu thì phải nói là miến chê luôn các bạn. Bông súng này thì với là bông điên điển này, bông điên điển này thì cũng là bông điên điển ở trước nhà Phan Diễm luôn nha các bạn. Buổi sáng thì mọi người những hai bác lên rồi hái lên luôn các bạn. Bây giờ thì chị chuẩn bị làm cái món miến xào cua các bạn. Cái này là miến này. Còn nước sốt ở trong thì chị không có chia sẻ bí quyết được các bạn. Giấu tiệt bí quyết luôn. Công thức bí mật.
học mót nghề được đấy. Nhưng mà em thấy chị làm cái này nó cũng hay là ăn nóng luôn, nóng hổi luôn, chuẩn bị hơi cực. Ví dụ người ta có thể nấu sẵn lên như này là chị làm nóng nóng nhẹ lên thôi. Ở đây là chị làm tại chỗ như này luôn, ăn thì rất là ngon mà chờ hơi sốt ruột. Nãy giờ chị nấu nghe mùi thơm là cũng hơi bị nóng ruột rồi đấy. Đã có khách đâu? Không, chị phải lên món thì người ta mới tới. Đúng rồi, người ta thấy phải thấy có bàn chưa, bàn chưa có gì cho nên là người ta chưa lại ấy. Em là chú phải lên này, lên đá rồi nó đi uống bia đi bắt đầu lên món. Ngoài những món chị nấu ra thì có một số món đặc biệt của anh hai Diễm nấu nữa các bạn ạ. Cái này là cái gì chị? À, món cá hả? Cá này là cá gì đây chị? Cá chẽm hấp ngũ vị. À, cái này là cá chẽm hấp ngũ vị đúng không? Con này chắc phải ký mấy đấy chị nhỉ? Ký rưỡi hả? Ở ngoài kia thì mẹ mình và mọi mẹ mình và anh Hoài là con của chị gái bố mình và chú Khanh là em trai của bố mình ấy, thì cũng đang tiếp mọi người ở ngoài, kể cả Phạm Dũng cũng đang đón tiếp mọi người ở ngoài các bạn ạ. Mọi người đến cũng gần như là khá đông đủ rồi các bạn. Nhà mình cũng không có làm gì lớn nữa, tại vì cũng hàng xóm xung quanh đây với là dưới nhà Phan Diễm và anh em bên nhà nội nhà mình nữa các bạn. Bây giờ thì chị cho miến vào. Nhưng mà em chưa thấy cua đâu chị ạ. Cua em chưa thấy luôn. Chị giấu bí quyết kỹ lắm các bạn ơi, không chia sẻ đâu. Nãy giờ mình gạ hỏi bí quyết với chị nãy giờ nhưng mà chị không chia sẻ được. Chưa gì mà mình đã thấy cái món này nó hấp dẫn rồi các bạn ạ. Món này khả năng là sẽ tốn bia lắm đây. À rồi, em bảo sao em không thấy cua đâu. Cua chị làm sẵn rồi. Cua này cua Cà Mau đúng không chị? Thôi mà chia sẻ đi, giấu hoài. Tính học mót nghề của chị mà chị đứng, kỹ quá. Đứng nhìn là đã thấy muốn thượng tay rồi. Mà còn quay nữa thì chú ngại chết đi được. Ngoài miến xào cua, ngoài cá chẽm ra thì còn tôm cuộn gì đấy, cuộn gì nhỉ chị? Khoai tây, tôm cuộn khoai tây. Là ngoài bàn á. Dạ. Với là món gì nữa chị nhỉ? Tôm cuộn khoai tây này, lẩu này. Gỏi nữa hả? Miến xào rồi cá. có con ra liền, con ra liền. Có con ra liền. Mày cứ phong bạt quá. Có. Đây các bạn đã thấy mọi người đã vào tiệc rồi các bạn. Dạ vâng ạ.
Dạ chút xíu nè, chút xíu nè, con ra con mời. Dạ, trực tiếp luôn. Ngại lắm hả? Mình đẹp trai mà, mình đẹp trai mà chú Hoàng. Mình đẹp trai là mình phải cho mọi người vô cái đi cho nó khí thế nhở. Ấy. Mẹ mình nhớ thì ngồi bên đây với là mẹ Diễm các bạn. Hết rồi chứ. Sáu bảy. Hết chứ. À, sáu sáu, sáu sáu. Hai. Trần sáu sáu. Mình phải hết chứ các hai. Em bị cái ly. Ra. Mới có hả? Em là còn sót lại đó. Anh về đây lo nhất đó. Anh về đây chắc thầy từ đầu bây giờ. Đúng rồi. Sót lại với Bỉ này. Hồi xưa là nói chung là Bỉ qua đây bao lâu rồi. Mình hai mấy năm đó, phải hơn 20 năm. Hết là 25 năm. Hơn 20 năm. Ở đây là 25 năm. Có lâu lắm rồi không thấy chú Đức năm chú Đức nhà cao cao á. Chú Đức thì chú khác rồi, khác biệt rồi. Chú lâu lắm rồi mà. Chú ở đây chú quậy hồi rồi chú đi bắt dép rồi. Dạ 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 dạ. Dạ đứng đứng rồi. Em bỏ bia em thích lành rồi. Anh quý Long An rồi. Con mình á nhìn lên thấy Dũng sống chung với vợ nó phụ ghế đó mà ngồi nhậu là có đi nhậu. Nhưng mà chú thấy phụ ghế đâu không ngồi nhậu được không? Ngồi cái cà mà đó. Không nhậu ngồi đứng đâu. Ngồi là ngồi trên bàn nhậu. Không phải ngồi đứng đâu. Đúng không? Con mình ngồi ghế là nhậu, là ngồi nhậu trên bàn. Bộ ghế mà để ngồi nhậu trên bàn chứ mà ngồi ở ghế. Bộ ghế đó gọi là chỉ trưng bày chứ không có công năng sử dụng đấy. Nhậu đấy. Đứng đi gấp vòng không mà. Vô cái đi chú hai chưa? Cho mình bắt cái vô cái đi cho. Ai ơi mày bắt cái đi. Bắt cái nha. Ừ. Bắt cái là. 1 1 2 3 vô. 2 3 vô. Tí nữa mày cứ vô đi, cứ đi đi giao hàng được không? Không. Giờ nó đâu giao hàng ở đâu? Xíu có đi đâu cả. Xếp rồi ạ. Đây nó ngồi nhà đó. Cái mặt của mày nó đỏ lên là nó hút bỏ vô bao bây giờ. Bây giờ nó bây giờ còn làm xây dựng không? Thất nghiệp này. Thất nghiệp rồi. Nói thật với các bạn là giờ này là mình cũng tê tái lắm rồi các bạn ạ. Thôi thì chắc mình cũng xin phép kết thúc video ở đây nha. Mình cũng quay chia sẻ một chút cái không khí thôi các bạn. Bây giờ thì xin phép chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của mình nha. Nhưng mình cũng lu bu lắm, cũng không có ai quay cho mình cho nên là cũng không có quay được các bạn ạ. Mong mọi người thông cảm nha, mình cũng chia sẻ một chút cái không khí, cái tin vui của nhà mình thôi. Chứ cũng không phải là cái gì cả cho mong, cho nên là cũng mong rằng là tất cả các cô chú anh chị và các bạn thông cảm nha.